Hi, xin chào mọi người, lại là Son Studio đây. Trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xuất file đúng chuẩn nha. Để có một cái file âm thanh mọi người master, mọi người xuất ra không phải đơn giản đâu. Nhiều khi chúng ta làm cứ xuất đại, xuất bừa cái file MP3 nào đó nhưng mà cái chất lượng nó rất là thấp. Làm cái bài nó hay như thế nào đi nữa, master đúng chuẩn như thế nào đi nữa nhưng mà xuất file cái chất lượng không đúng, cái độ phân giải của nó không đúng thì nó vừa nặng hoặc là nó sẽ có trường hợp là nó rất là dở. Nó bị mờ, âm thanh nó bị nhiễu lắm. Ok, thì clip này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người xuất file nha. Rồi mọi người cùng nhìn lên màn hình nha. Chúng ta có một cái nhạc này với một cái giọng hát đơn giản ở đây nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành xuất file. Cái phần nhạc nền hay giọng hát này bấm chữ P phở đúng không? Mấy cái này đơn giản rồi. Cách xuất file. Ctrl E này. Rồi, thì mọi người sẽ có một cái file định dạng để mọi người xuất như thế này. Thì mọi người để ý cho mình. Thì cái file name là cái tên. Cái tên bài hát ha. Thì ví dụ mình đặt là bài Publish thì mọi người có thể để cũng được, không cũng được. Thì chúng ta làm số lượng lớn, làm nhanh thì không cần mấy cái rườm rà này đâu. Rồi, hai cái định dạng phổ biến nhất mà chúng ta xuất đó là file WAV, định dạng file gốc đó. Và cái thứ hai là định dạng file MP3. Thì từng cái nha, với định dạng file WAV này, với cái định dạng file WAV thì mọi người thường là sẽ xuất để lưu trữ là nhiều. Chứ còn khi mà mọi người upload lên các cái nền tảng Facebook, YouTube hay TikTok á, thì chúng ta nên xuất ở định dạng MP3, được chưa? File WAV thì thông thường nó sẽ nặng hơn file MP3 tầm 7 cho đến 8 lần. Tức là cái dung lượng của nó sẽ nặng hơn. Nhưng mà cái độ chi tiết của nó rất là cao. Nó sẽ xuất theo cái master của chúng ta, nó không có cắt tầng. Còn file MP3 nó sẽ bị cắt tầng từ 15.000 trở lên, nó sẽ bị mất. Chút nữa mình sẽ cho mọi người xem nha. Đây mọi người xem, với cái định dạng file WAV này thì mọi người xem này, cái resolution với sample rate, tức là cái độ phân giải, mọi người hiểu đơn giản này, là cái độ phân giải của độ chi tiết của âm thanh á. Đối với file WAV nha, mọi người xuất cho mình 24 bit và 48kHz, được chưa? Tất nhiên cái độ chi tiết nó sẽ cao hơn nữa được. Đây mọi người nhìn này, 88, 96, 176, 192kHz, hoặc là cái độ bit nó sâu, nó nhiều hơn nữa. Cái dữ liệu của nó, cái file của chúng ta nó sẽ rất là nặng. Và phát trên các cái nền tảng nhiều, các cái thiết bị nó sẽ không, đa phần ở hiện tại sẽ không có hỗ trợ được các cái định dạng mà cái độ chi tiết nó cao như vậy. Cho nên phổ biến nhất bây giờ ca sĩ cũng vậy thôi, mọi người xuất cho mình cái chuẩn trong phòng thu hay dùng là 24 bit và 48kHz nha. Đó, ngày xưa thì chúng ta xuất ở chất lượng đĩa CD á, thì là 44.1kHz này, kHz với lại 16 bit. Thì bây giờ nó âm thanh, chất lượng thiết bị phát nó ok, nó tốt hơn rồi. Đó, thu vào nó cũng tương đối rồi, cho nên là mọi người xuất cho mình cái chuẩn là 24 bit và 48kHz, được chưa? Muốn lưu trữ, muốn in đĩa lưu trữ thôi thì xuất cho mình file WAV. Còn hầu như hiện tại á, mọi người đa số là sẽ upload lên các cái nền tảng mạng xã hội đúng không? Thì mọi người nên dùng cho mình file MP3 đi. Xuất file WAV chỉ cho mất công. Tại vì nếu mà xuất file WAV up lên các cái video của chúng ta thì nó cũng sẽ nén về file MP3 thôi nha. Rồi, cái MP3 thì sao? Thì mọi người xem nó có thêm cái này nữa này. Constant bitrate với lại variable bitrate. Thì constant bitrate tức là nó sẽ cố định cái bitrate, cái độ phân giải của chúng ta. Tức là bài của chúng ta, cái phần đầu nó ít nhạc cụ, phần sau nó nhiều nhạc cụ thì nó cũng vẫn rải đều cái bitrate, nó đều như vậy. Còn mọi người sử dụng cái variable bitrate á, thì nó sẽ linh hoạt, nó sẽ thay đổi theo cái mức độ phức tạp của bài nhạc. Ví dụ bài phần đầu á, thì cái lượng nhạc cụ nó ít. Còn khi mà đến cái đoạn điệp khúc, đến đoạn chorus, nhiều nhạc cụ, nhiều live track, thì nó sẽ cho cái bitrate nó cao lên. Đó, nó sẽ tương đối. Nhưng mà tổng thể thì nó vẫn giữ nguyên cái mức trung bình. Ngày xưa thì chúng ta sẽ dùng cái constant bitrate đó, nhưng mà bây giờ mọi người nên chuyển sang cho mình cái variable bitrate. Cái bitrate nó linh hoạt, nó biến đổi theo cái độ phức tạp của bài nhạc, nó giúp tối ưu của bài nhạc hơn, mọi người nghe nó sẽ ok hơn đó. Và cái quality này mọi người không để ý, mọi người để lên cho mình 100% nha. Chất lượng tốt nhất của cái variable bitrate này, chọn constant bitrate mà mọi người để cái 64 này này, là cái âm thanh nó rất là dở, nó hầu như là nó sẽ mất đi cái độ chi tiết của âm thanh. Cái bitrate càng cao thì cái độ chi tiết, cái độ rõ nét nó càng cao nha, dung lượng càng lớn nhưng mà cái độ chi tiết nó càng cao. Đó, thì nếu mà xuất constant bitrate thì để cho mình 320 tối đa luôn, chất lượng tối đa.
variable bitrate thì đẩy cho mình lên 100%. Và nhớ cái chỗ này sample rate vẫn vậy thôi, 48kHz, được chưa? Đó. Rồi cái này, cái export range là cái vùng mà chúng ta xuất file á, thì mọi người nhớ cứ để mặc định cho mình là between loop. Nó là cái này này, tức là cái khoảng cách mà loop của chúng ta, cái vùng mà chúng ta chọn á. Còn nó có cái những cái nút phía dưới, những cái chọn phía dưới là start and marker hay là each marker. Nó là cái này này. Mọi người bấm cái chữ y dài á. Đây, mọi người thấy này, đây là start and marker. Thì nếu mà xuất theo cái này thì chúng ta sẽ điều khiển lại cái này, nhưng mà chi cho mất thời gian đúng không? Chúng ta cứ để mặc định của nó rồi bấm chữ P phở thôi là nó sẽ ra cái export range của chúng ta. Đó, cái này là marker này, export each marker. Đó. Mình thì không bao giờ mình dùng mấy cái này đâu. Mọi người cứ chọn between loop cho mình đi, ba này bỏ đi, đừng có dùng. Rồi, chúng ta sẽ click vào đây nè. Chúng ta sẽ click vào đây, close after export với lại import to track. Import to track nó quan trọng lắm nha. Khi mà chúng ta xuất xong á, thì nó sẽ tự động nó nhập vào phần mềm để cho chúng ta kiểm tra cái sóng á, xem nó đã đẹp chưa, nó vừa chưa. Không thì chúng ta phải master lại và chúng ta làm lại đó. À, thì thông thường người mới thì sẽ master không có được đẹp cái sóng đâu. À, còn một cái nữa mọi người để ý nha, đừng có click vào đây nha. Khi nào mà chúng ta xuất riêng cái giọng hát mộc thôi nha, không có hiệu ứng gì hết, không có echo, reverb, autotune gì hết, click vào đây. Còn khi mà xuất tổng thể một bài hát, cho dù cái vocal nó có reverb đi nữa thì cũng phải để, không được để cái này nha. Chỉ có khi nào xuất vocal mộc không có hiệu ứng gì thì mới click vào đây thôi, là xuất mono, được chưa? Tức là nó sẽ ra một line thôi, à, một cái sóng thôi. Còn bình thường thì nó sẽ ra hai sóng, nó sẽ có không gian nha. À, bình thường nếu làm upload lên các cái nền tảng mạng xã hội, xuất cho mình MP3 variable bitrate 48kHz đẩy lên 100%. Còn nếu mà dùng để lưu trữ in đĩa, xuất cho mình file wave 24 bit 48kHz, được chưa? Đó, vậy thôi. Ok, clip này tới đây thôi. Hy vọng cách xuất file của mình sẽ giúp ích được cho mọi người để có một cái file âm thanh chất lượng tốt nhất để mọi người có thể upload lên các cái nền tảng mạng xã hội hay là lưu trữ file. Chọn cái định dạng cho nó tối ưu, cho nó tốt nhất nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo của Sound Studio. Có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc hay là muốn sử dụng các cái dịch vụ bên Sound Studio thì hãy comment phía bên dưới hoặc là kết bạn số Zalo của mình nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.